dòng máy mài đá công sung Made in Korea 100%. Đây, các bạn có thể nhìn thấy tem. Đây là công sung. Các bạn có thể nhìn thấy nó là công suất của nó là 1520W, điện của nó là 380V. Và cái này đang sử dụng đá là 250 nha các bạn nha. Rồi dòng điện của nó là 3 pha. Các bạn, đây, cái này là nhà máy sản xuất. Rồi, chúng ta sẽ đi tổng quan cái máy nó sẽ có cái gì. Điều đầu tiên các bạn sẽ thấy đó là một cái đèn nha các bạn ha. Rồi, đây chúng ta là sợi đá mài nè các bạn. Đó. Đá mài này là công suất Hàn Quốc nha các bạn ha. Rồi, tiếp tục xuống chúng ta sẽ thấy được đây là công tắc on và off các bạn nha. Còn đây là cái cây. Cái cây này là cái cây của chúng ta để chúng ta chà đá nha các bạn ha. Chà đá cho đá nó chúng ta đỡ bị chai. Rồi, đây là máy mới chúng ta vừa mới khui xong. Đây, máy công sung. Rồi, phía sau lưng của nó các bạn sẽ nhìn thấy đây là một số hướng dẫn sử dụng của công sung của Hàn Quốc các bạn nha. Cái này các bạn có thể đọc được cũng được, mà không đọc cũng không sao, tại vì máy này rất là dễ sử dụng các bạn nhé. Rồi đây này, này cái này máy này nó đang sử dụng nguồn điện 3 pha nha các bạn. Tôi đấu dây và tôi test thử cho các bạn luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động máy. Khởi động các bạn. Rồi đó, các bạn có thể nhìn thấy máy nó quay rất là êm. Cái này các bạn có thể nghĩ là nó sẽ quay được một ngày luôn đó các bạn, mà không cháy máy đâu. Máy này rất là bền các bạn nha. Đây nó đang quay này các bạn. Đó. Hai cục đá này nó cân xứng nên chúng ta sẽ quay rất là lâu và xài rất là bền. Cái này chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trên 1 năm nha các bạn ha. Là 12 tháng đó. Rồi. Tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về một dòng máy mài của công sung Hàn Quốc Made in Korea 100%. Các bạn có yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe và hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.